Đặc nhiệm Chechnya tới Bakhmut. Lãnh đạo Chechnya cho biết đặc nhiệm Ahmad dưới quyền đã tới chiến tuyến tại Bakhmut, nơi ông đánh giá là phức tạp. Nhận lệnh từ Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Ahmad do Avdiy Olodinov dẫn đầu di chuyển tới hướng Artemov Bakhmut, nơi có tình hình phức tạp. Thượng tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ngày 10 tháng 7 thông báo. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga vào khả năng chiến đấu cao của đơn vị, tướng Kadyrov tuyên bố. Tướng Kadyrov cũng cho biết đã hỏi chỉ huy Alodinov về tình hình ở làng Kletchivka gần Bakhmut, nơi lực lượng Ukraine ngày 7 tháng 7 tuyên bố đạt thành công một phần. Chỉ huy Alodinov nói một cách mỉa mai rằng lực lượng Nga chăm sóc đối phương đến tận răng. Về Kletchivka, Ukraine và NATO đang tham chiến trên Internet nhiều hơn trên thực địa, Kadyrov nói. Quân đội Ukraine gần đây mở nhiều đợt tiến công vào khu vực xung quanh thành phố Bakhmut sau khi phát động đợt phản công hồi đầu tháng 6. Quân đội Ukraine ngày 10 tháng 7 cho biết đã giành lại 169 km quanh Bakhmut. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maria nói rằng giao tranh ác liệt nổ ra ở khu vực phía đông nam Bakhmut. Chúng tôi đang cố gắng củng cố vị trí của mình tại đây, bà Maria thông báo. Lực lượng Nga đang bảo vệ Bakhmut. Quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhất định ở sườn nam thành phố. Nga kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 20 tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh dữ dội với lực lượng Ukraine. Các đơn vị thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner từng đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut, sau đó rút khỏi thành phố và bàn giao vị trí cho quân chính quy Nga. Khi Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner, thông báo kế hoạch rút lực lượng của tập đoàn khỏi Bakhmut, Kadyrov hồi đầu tháng 5 khẳng định các đơn vị dưới quyền ông sẵn sàng tiến lên để thay thế người anh em. Tướng Kadyrov ngày 9 tháng 7 cho biết khi đó đưa ra đề nghị vì tin rằng nếu giúp ông Prigozhin một tay, lực lượng Wagner có thể dễ dàng chuyển vị trí và không có hậu quả nào xảy ra. Tuy nhiên, giọng điệu của Prigozhin thay đổi vì lý do nào đó. Chúng tôi nghe thấy những lời lẽ thù địch và tùy tiện về đặc nhiệm Ahmad, cũng như về Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga và Bộ Quốc phòng Nga, Kadyrov nói. Ngày 24 tháng 6, khi cuộc nổi loạn của Wagner diễn ra, tướng Kadyrov đăng bài trên Telegram lên án Prigozhin phản bội hèn hạ.